À, xin chào mọi người. Ở đây là Hồ Tây Ninh, cầu Trà Bí, khu vực Tân Biên. Tân Biên. Biên thì khu vực trên đây là người ta làm sai phương pháp khá là nhiều, có một số đơn vị triển khai trên đây mà người ta gỡ bỏ rất là nhiều. Đây là vườn của bên mình, thì họ cái vườn này nằm giữa những vườn đó và bây giờ thì những vườn xung quanh đã tháo bỏ rất là nhiều rồi, nhưng mà vườn đây vẫn làm bình thường và họ vườn đây họ tiếp tục hướng dẫn những cái vườn xung quanh làm không đúng kỹ thuật á thì khắc phục lại để cho mà làm cho nó không bị tình trạng tụt mũ tụt độ. Đa phần những cái vườn xung quanh họ làm không có định lượng khí, vì vậy dẫn tình trạng là cây nó bị thừa khí và nó bị một là bị xì mũ rồi nứt vỏ, bông da cát. Còn đây là nếu mà sử dụng đúng cái lượng khí vừa phải á, thì cái da cây nó bình thường. Ở đây nhỏ không ta cười chết anh ơi, chứ xuống cây bự. Khá thắng. Đây chủ vườn khá kỹ, họ lấy Vaseline bôi cho nó những chỗ nào đã cạo lâu rồi, lấy mũ lâu rồi thì họ lấy Vaseline xếp để cho nó cái cây nó cái vết thương nó nhanh lành. Đây là số vết mới gần đây. Da cây sáng đẹp, da cây bình thường. Thế đây họ bơm định lượng khí vừa phải. Lần cuối cùng thì đến hiện nay thì bơm chỉ còn khoảng 35 ml thôi, chứ không có nhiều. Đây. Vườn này sử dụng từ đầu mùa đến giờ. Còn có bên mà làm bên mình không có bị tháo. Ở trong này của anh này tái sinh thì ổng làm một tháng ổng nghĩ là tháo luôn rồi. Còn của gì kia thì nay 3 tháng rồi mà bơm đầy bạch sông Hậu chứ không biết nhiêu thuốc đầy bạch. Còn mấy định lượng mình nói là cái bơm đầy bạch thấy hô 2-3 lần cạo cái thấy hết hơi sạc, lấy cái bình ra bơm vô tiếp cứ đầy mà không có xả ra. Mở như vậy đó mà đỡ cây chứ mà xả như mình nó bơm như chắc là thúi cây luôn quá. Bởi vậy cũng hơi như cơm trái thôi chứ chưa có khô cây. Bởi giờ có mũ ít lần lại. Cái bữa đó không biết ai chỉ bà chạy vô bắt coi bà hỏi một cái nách nè. Cái mấy hỏi tới vậy bà nói gì không có biết đâu. Mấy giường chuyện là báo mày sao giống mày còn ấy. Ở đây xung quanh ta làm gì không chị? Hầu như cũng mình thì ít có đi đâu, nói chung lại với về cái hỏi đó hai chồng nhà không có đi đâu, cái nghe người ta này người kia nói chắc cũng 5-7 giường hả. Giường giống như 400-500 cây thì người ta làm, còn nhiều người ta không có làm gì đó thì cũng 400. Mấy cái vườn tháo họ bị cái tình trạng gì chủ yếu chưa? Hầu như là 3 tháng là nói là không có mũ với là bị khô cây, cứ nói vậy thôi. 3 tháng đổi loại. Cái vườn của anh trong đây là vườn lớn mà tái sinh đó, ảnh làm có 1 tháng mà ban đầu ổng cạo lên 2 không à, mà mướn mà cạo chắc là bơm đầy bình hay sao á. Cái ra mình nói là ủa sao tái sinh cho anh làm gì mà để 2, ổng nói trời ơi cây anh bự mà, cây anh bự dư sớm. Nói có 1 tuần sau là ảnh ra nói là vườn anh hết mũ rồi, cái giờ anh bỏ luôn rồi đó. Là đúng có 1 tháng không? Biết là biết nè, cái vụ đó thôi à. Ta bán nhưng ta không có chỉ bơm định mức điện khí bao nhiêu, cứ 10 ngày bơm vô là cứ cái đó là nắp trước 2 ngày xong lá cây, nắp trước 2 tháng qua tháng rồi xong. Chứ bơm mà thấy mũ nhiều quá ham mà. Bữa nghe chị nói cái vườn nào mà họ bán mà họ cũng tháo luôn hả? Đúng rồi, cái đó là chính chủ luôn, ngoài đường thì bán cho cái gì mà mình nói 400 cây giờ đương bơm đầy bạch đó là tháo rồi. Ban đầu là đồn là nhiều mũ vô lắm, rồi cái ai cũng mua lại mua, rồi bả bán thôi, bả đâu có biết chỉ đâu.
Rồi giờ nghe nói là tháo luôn rồi. Vườn của bà cũng tháo luôn rồi. Hết mũ thì tháo rồi, khô hết sao rồi. Vườn cho chủ quán, chủ còn tháo. Lúc trước là vườn đó người ta làm mua nước chất còn xa màu cam ở ngoài Gia Lai. Rồi thấy làm ăn được, cái bả tự đông cái Google cái màu xanh cái lá của mình nè. Bây giờ đó bác. Cũng hai đầu cũng có, một đầu cũng có, bả làm logo nhà bả thôi. Thì bữa mình cũng định mua đó, gần nhà ủng hộ. Cái về mình soi gì nè, 8,5-10 ngàn. Thôi tiền nào cũng nói thôi mua bên đây 10 ngàn đi, chỉ đơn giản thế thôi. Chứ 8,5 thấy không ổn rồi. Cái nó bên đây đâu có lên giấy lên mạng lên gì đâu, hỏi giấy tờ không có gì nữa thôi. Chứ tại sao tụi mình không đưa những cái bọc bì cao su nhiều đưa là họ bán cái kiểu cái tô cái chén là không giảm kỹ thuật của cái. Để mấy cái bên đó là tháo gần hết luôn, còn không vui nào còn ra. Thì giờ cái vườn bà đó là nghe nói coi chắc là ba tháo hơn 100 cây rồi, còn 300 cây, 400 mà tháo hơn 100, còn 300 mà không biết hổng lại có mũ không, mình cũng không chưa chạy vô nữa. Phải kêu này đưa cái cục đóng này chạy qua bả coi thử làm sao. Bả kêu bả kêu định lượng lại cho bả dùm, chỉ bả chứ giờ tháo hết. Thì bả cũng bạn với má rồi, không có biết mình làm, mình về đây bả không biết luôn. Mới vô là mới gặp mới hỏi không biết. Em chị ở Sài Gòn về để làm á. Ổng ở dưới luôn, Văn Công Tử mà lâu về đây làm cao su. Mỗi ông này lên thấy lúc nào hai chồng ở ngoài vườn thấy không? Ông ở vườn không? Làm hay làm chi suốt. Tại thích về đây vậy đó, ổn còn dưới nó hồn nào phức tạp lắm. Ai cũng nói mày chứ Sài Gòn cho mày về đây mày giỏi dữ vậy. Cạo luôn mấy gơi đó, cạo hai mùa đó, hai mùa ba mùa gì đó. Là thằng em rể nó biết cạo, nó chỉ ổng ông cạo luôn, móc cây từ lương á. Cái năm nay nó tính không có hòa mướn người ta, hoặc là bỏ luôn chứ giờ ớn quá, 2 giờ đêm nó chỉ ớn. Sao cái gì gõ gõ lên, cũng không biết ba cái vụ này đâu. Ta thấy người trong đó làm đó, cái mới gõ lên mới thấy làm. Chị làm bao nhiêu cây ta? Mình đó ha, lúc trước là ban đầu mới 400 mà thấy nhỏ thấy tội nghiệp quá, giờ chỉ còn 350. Là cây nhỏ hả? Dạ. Ý là cây nhỏ quá mình lấy cái tội quá, mình bỏ lại 50 cây, mình làm cây hơi vừa lớn ăn được đó, chẳng hạn như mấy cây ghế đó mình bỏ lại không có làm. Nó vẫn có mũ, vẫn hơn nửa tô lận, nhưng mà thôi đi, để đi từ chỗ lớn đi, thấy thường quá, thấy thường tội nghiệp, mũ ra nhiều quá tội nghiệp. Đang đây cái sản lượng được công ty, em đang gửi công ty có xíu ổn, mình để anh ta báo này có gì em điện. Thật cực công đó. Đúng rồi, thì không có, cũng không cực đâu, tại vì nhà mình kỹ quá nó mới cực, chứ mà người ta làm biến với làm dân công nhân cũng không cực đâu. Tại vì mình ở nhà mình kỹ hồi thì mình đi chép cái tài hồi mình tháo cái kia mình làm cái nọ làm cho sạch vậy, còn người ta làm người ta bỏ phí. Chuyển qua mùa khô thì làm thì nó đỡ cực hơn. Mà nhà này chắc tôi không cỡ, không vướng đâu. Tháo mùa khô làm sao? Mùa khô thì mình không có gắn cái nắp á, thì làm chắc thằng chừng lúc trước mới về không gắn nắp cũng làm chừng chưa được tiếng là xong rồi. Rồi sáng khúc cũng nhanh lắm, tại vì gắn cái nắp rồi làm được. Nhưng mà nó được là mưa là cũng cạo luôn. Cứ 3 giờ chiều cạo, mưa cạo bà nó cũng vô, không bị nước gì hết. Mùa khô chuyển qua cái máng EVA, cái máng EVA. Cái máng có mũ quá à, anh nãy là mới gắn đó thôi. Mùa đen á, mùa đen. Làm nó khỏe hơn. Cái mỏ là cái này cái nắp thải à, khoan mỗi giờ trước 6 ly chắc cũng tài người gió thì cũng người thấy bây giờ ngủ cái này cũng hết mưa rồi. Cái này nói chung nói cái này thì nó công nhận cái túc có làm nó cực thiệt, nhưng mà nó sai tỏ mười chứ nó cũng mặt đó lúc trước làm cái đầu tre nữa đi 12 giờ đi trúc không ớn quá nó cứ 3 giờ cạo 12 giờ mưa là đi ra trúc không á chắc còn kẹt cái này chứ chắc ăn mưa gió mặc kệ, nhưng mà cứ trời nào tốt cũng được, bởi vì cũng khỏe, mưa cũng không sợ. Ở Sài Gòn là anh về đây làm mấy năm à? 3 năm à, năm nay 3 năm, nhỏ gái 3 tuổi là 3 năm à. Đây 3 năm à. Dưới còn nhà dưới á, cũng lâu đó về dưới cũng đám tiệc gì chứ đây cho ở đây cho nó cũng đâu có quen mẹ đây. Đưa đám tiệc về dưới chính thì người chồng. Giờ trong rừng ở luôn rồi. Không, ở dưới gần nhau nó ồn nhức đầu lắm, cái về đây thấy ổn, cái ai lên đây cũng thích á, kêu lên đây nó ổn định, ở dưới ồn ào. Bé ở dưới nó đông vui, dân dân Tây Ninh mà kêu dân sĩ hỗ trợ ha, ở đây chị ở đây hả? Dưới ngày nào chắc dân Tây Ninh xíu con xuống rồi, dân tháng chưa có nhậu chắc ăn dưới ớt.
rồi đám gì về dưới thả càng nhậu bữa một tỷ. Nói nghe cái này vốn chưa? Trời ơi, có một tháng đấy thôi. Tháng đấy rồi, tháng đấy mất tiêu rồi. Thì nhanh nó gãy kìa. Gió gãy nãy. Ý là không dám lấy mũ nhiều, lấy vừa giống như mình cạo. Truyền thống thì 45kg, thì cái này mình lấy đeo 4 thì lấy 90 chứ mình không dám lấy 52. Mình sợ hơi cây hay gì đó, thấy cũng hết. Được cái mùa mưa mình lấy đủ. Tại vì mưa cũng đủ hết. Này như đại có riêng cái nắp này như tháng rưỡi rồi lấy đủ vốn bà. Thì nếu không có cái nắp này thì tháng đủ thôi. Nắp này hết 5.500 luôn cái này rồi. Bởi cái này. Bán vậy chứ cũng được, cũng ổn rồi. Có có bị sao mà. Nó bình thường đi. Từ từ anh bình thường đi lên 120 đi anh. Cái này nó mà lấy nhiều á, cái độ nó thấp quá mà nó dưới độ kẹo á, nó sẽ bị tình trạng là đôi khi nó dai quá, nó không cầm được, đồng thời nó không nuôi được mấy đốm da cá này. Nó sẽ theo lỗi, nó đã hết cái mũ loãng quá, nổi nó sẽ bị bong da thấp quá nè, thì gặp nó rập. Vừa mới đầu á nó sẽ bị rập ở đây, nhưng mà khi mà độ nó thấp nữa khô rồi 3-4 trở xuống là nó sẽ... Trời ơi, cái này ba mưa lại sợ gần chết rồi. Ba mưa rồi, ba mưa bữa nào là bơm xíu thôi, vượt xíu đó. Bơm ví dụ bữa 35 hoặc 40 thế là lên hơn 100, thấy 30, 305 gì đó, sợ rồi. Nói chung mình đừng có làm, đừng có cho phí phồn ở trong cây. Ngay định lượng khoảng nhiêu? Có 30. Đó thì bữa 35 mình nói là vượt luôn á, sợ giờ bắt ổng là 30, đợt rồi bơm 25 luôn chứ 30 gì. Em làm đôi 4 mà tới 3 lần lượng bơm, 3 lần khoan, hoặc còn đôi 3 thì 4 lần lượng, 1 lần bơm 30, 4 lần lượng. Làm chừng nào hết trong cây thì mới bơm nữa. Ý sao? Là bơm nhiều quá, tốn cái tốn gà bơm ít hơn. Sắp qua mùa khô anh định ở thịt. Giá mũ thấp quá mình thấy cực thôi, chứ giá mũ cao thì... Ừ, hơn 100.000 giống hồi đó, đừng hốt đi, không cực đâu. Không, thì cực đâu. Giờ xuống 25, cái 24 lên 25 mấy, mừng quá trời mừng. Hồi đó đương hốt là 100.000 luôn á, bè mua giống 45.000 một cây đó. Cái tới chồng mà tới ấy được á, tụ xuống 17.000, cái bà già bỏ bỏ. Vườn em là nay cũng 10 năm rồi, cây có một chút đó, đâu bự đâu. Tại vì trồng xuống cái con xuống tuột rồi má không có vô diêm như vậy hết. Cái em về em ở là mới vô diêm lại, mấy mùa này em đỡ lên, cái ai cũng khác lên. Độ dùng nhớ nhanh dữ. Chứ lúc trước cây chắc bằng cầm tay đó. Giờ giá cây con bằng 8.000. Ờ giờ nó có 8.000 luôn không mà. Giờ đó 4-5.000 giá thấy sợ luôn. Dùng này mình làm không có mấy ta. Ai đóng nước chứa 4 lần rồi á, mới đóng bơm khoan qua một mũi đầu á. Rồi tùy có cái là 10 mũi, 12 mũi tùm lum. Thì lúc đó là 20 mấy tháng 6, nay là 4 lần rồi, 4 tháng hơn rồi. Nếu mà qua năm sau lấy á, thì cái tháng đầu cũng đừng lấy quá nhiều mũi. Cũng so sánh với cả truyền thống mình lấy tháng đầu ít thôi, vì nó mới là cơ sở cho mấy tháng sau. Là ba tháng sau mới lấy nhiều phải không? Đúng rồi. Hầu như hồi đó nhà mình lấy có chuẩn như luôn, chứ không ít mà không nhiều luôn. Thấy là nói là qua tháng thứ ba tăng mình cũng không dám tăng. Cái đi hỏi người ta mấy vườn này cả truyền thống á, mũ có lên không? Cái bà ở đây bà nói dốc mình, bà nói bữa lúc trước có 50 mấy ký, nó lên 8 mấy ký. Ủa sao mũ lên ta? Thôi mình để tăng lên đi. Cái ra hỏi thằng mua mũ đó, nó trời có lên đâu? Chưa trừ thùng luôn, có 50 mấy ký à. Rồi thôi để như đó đi khỏi lên. Cái tháng đầu quan trọng, cây nó đang lên lá. Tháng đầu lấy nhiều mũ là nuôi chơi nhiều là nó dệt cái cây. Hầu như mình làm lúc nào cũng sau 1.5 tháng hết. Từ truyền thống hoặc qua cái này là 2 tháng luôn nó mới làm này. Còn truyền thống là ổng chơi ổng kỹ lắm, để 1.5 tháng không. Người ta ăn 1.5 tháng mình còn mới ngồi chơi không, không làm. Lá già luôn rồi, ổng chịu mới lên lớn lắm mới làm. Nhưng mà nếu mình làm vậy thì như thế này là bơm tiếp mình để cho lá nó dài ra cứng, mình mới làm không ta? Trời ơi, vậy trước mà ta 1 tháng luôn anh. Có một mùa chưa. Vậy trước 1 tháng mà khoan sao ta 1 tháng mà diêm thì vô rồi thôi. Tháng này vô rồi, tháng sau thấy bên kia ta vô ở đây mua vô tiếp. Vô tiền mà. Mà nếu mà chị làm phương pháp này là chị sẽ kéo dài được so với mùa chị hóng tầm khoảng nửa tháng trở lên. Cứ để tới nay thử. Không, tại lúc đó cô không có dụng gì đâu mà không có làm.
nghỉ sớm mà đã già mà. Còn đòi nghỉ sao tháng thứ tháng không? Mà về thì cứ nó sao anh kỳ quá thấy người ta vô mà đây cảm ứng vô, vô có giờ có giấc cứ thấy người ta vô cảm ứng vô nữa. Còn giờ lúc này là có tháng nào quấn chồng bao bao vô hết. Mai mai vô nữa giờ. Sống không khí trong lành sẽ tốt hơn. Tự vô cái này ở đây cái gì cỡ này cái này rồi mà tự vô cái máy bỏ cho mấy cái này nó giọt lên lại chứ mà đó nó cứ chiếu luôn đó bên đường kia bỏ luôn đến cưa đội như ba chị bán rồi chứ không ấy chứ có 17 ngàn để làm gì đến cưa bán đồng mì ký cũng được 2000 mấy tứ cơ kêu ai về đặt máy cưa cưa rồi cái ở dưới nghe thôi để nó về làm đừng cưa ủ đâu biết bao nhiêu tiền trong đây chứ ở nhà thì ba mới mua cao su. À có nhiều người nói gì nè, trời ơi mày rảnh quá ha, mày rảnh gì tháo cả mày làm cái này chút nữa mày tháo mày cưa bán giờ. Ôi trời ơi, con trồng cao su hay cái mũ con đâu có trồng gỗ đâu mà ở nhà ba con có cái máy cưa sẵn cái gì đâu cưa. Cái nó chạy làm đi cho nào cưa ngay. Cái người ta nói vậy mình nói lại chứ cây giờ cao su bán cây nhiêu tầm hơn 100 ngàn. Chứ làm đâu có sôi đồng rừng cây 500-700 ngàn đâu mà bê. Tại vì ba mình đi mua cây biết mà tầm hơn 100-200-300 đổ loại chứ không có nào được 150 hết. Mà giờ ăn mũ không lo, ăn mũ lo rồi đó gì để dưỡng bán cây. Nó bốn cây nó bị thâm, bị đen, rồi bị gãy gì nó nói từa luôn hết. Nó cãi đi, người ta nói cãi mình làm. Thì làm xong mấy tháng thì dọn cái thằng cây mình phân biệt ngay với lâu thằng lâu. Thì bây giờ đây người nhiều người cũng coi mình chứ lắm, có nhiều người từ nó hỏi ra đó. Bắt đầu coi thử mình cứ gỡ bỏ như làm tốt như bà kia rồi hỏi từ từ, có người hỏi thì mình cũng từ từ chưa ra bả chỉ bả rồi cái cuộc đời cũng có mối chỉ nữa à. Coi xong rồi bà đặt trong kia, bà nói không dám làm, bà còn trống vườn trống á. Bà cũng mong ớn quá, trời bển mới sợ. Thì bữa nay sẵn có cái đồ nắp đóng thì kêu vợ qua bển chỉ bà luôn. Bà làm đâu vợ chạy hởm thấy bà trái cây hết trơn rồi. Tự không hiểu rồi thì thật mà. Không, bà người ta đâu có chỉ đâu, bà ngoài này bà bán thôi đâu có chỉ. Bà không biết, bà cũng dạng là mua làm lợi. Rồi bà thấy ngon cái bà đi mua luôn vô, về bà đặt chắc Sài Gòn quá. Giờ làm cái này, giờ đang giờ bán một mẫu giấy rồi. Bà cũng tháo luôn. 100 cây, một phần cây đi, nói chung một phần cây đó là 230-250 không à. Là ý là phần cây là 600. 6 mà 200 mấy là đồ quá trời luôn, bữa bán được hàng. Nó lấy chi dữ gì trời. Bây giờ tháo lại bơm này bạch không cứ bơm mà hết là bơm trăm chứ không có là cái gì hết. Đánh tâm lý với cho nó bơm ăn ngủ nhiều á. Cậu không có siêu lăng gì sợ nó trọng lượng gì đâu. Bữa nay mới vợ có này xong mai cô chỉ bả không bả phải gỡ giùm bả tâm nghiệp bả. Chắc gỡ rồi từ từ mũ hết và bả lấy dao anh. Vừa cạo không có khoan mà khoan gì nè. Mới làm kỹ thuật nó đóng rút ở trên đây của ông thêm mạnh với đây lên. Nó này đóng rút trên đây nè, các bác bảo khoan dần xuống dài đường xuống dày. Rồi mũ đâu ra. Cái giờ bả tìm chỗ nào có mũ không có bả lấy dao bả xẻn ngang vậy bả cạo luôn. Trời ơi cây người ta đương vậy muốn xẻn đâu xẻn chết rồi. Tiếu lắm, về nói ông này mấy chồng với bà bên nó có làm tiếu rồi. Bà nói kỹ thuật vậy bà đóng gì 400 ngàn nó vô nó đóng nút trên trời xanh vậy. Ủa, mày đóng nút trên cao vậy? Ờ, đóng nút trên cao vậy cái bắt đầu giờ dần lần 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 xuống. Bà nói trời vừa nhà này còn nhỏ mà không cậu to đi làm gì chi cực vậy. Trời ơi gì vậy, hồi đó con không biết con cậu ở hai bên chứ phải còn là hả để giờ con ăn hả tới cái đời con chưa hết phần cây nữa chứ ở cái gì kêu lấy dao ra gì cạo ăn hết hai bên uổng chết rồi. Cái bà nói ủa vậy hả, tao ở nhà cây nhỏ tao tháo ra tao đi cạo tay nó trời ơi bả không có biết là ăn gì có không quả có mấy tháng nay mà hết một phần cây rồi mà nói ủa ăn gì ăn hoài chứ có liên quan gì đâu. Cái này mùa nắng á xài mũi nhỏ thôi, mũi 3-5 thôi. Ý là đóng muỗng là bỏ cái này hết rồi, lấy cái mũi hàng bữa đưa lần đầu đúng không? Mũi nhỏ nhỏ hơn đó hả? Mũi thẳng sọc ra chợ. Ủa cái bữa đưa lần đầu là mũi ra 5 ly 4 ly nhỏ nữa 4 ly hoặc là 3-5 được cho nên thấp hơn này. Làm nhỏ là nhỏ ý là cho vậy này xíu không cần sao 2 tháng là muốn thấy nó bớt luôn à, không có thấy cái dấu của lỗ. Vậy là mai mốt mua uống hàng 3-4 ly xuống một lần mua 3.5 ly cũng được. Hết cái nắp chớp này đi, hết tháng 10 này đi rồi mình đổi xuống dưới gốc mà. Ừ quên nói này nè, ở đây chắc nó xuống nhỏ mà thường cái cây này của năm quái cạo thì trên đọc cũng có kìa. Ý là ổng giờ đợi mà xuống gốc này đọc xuống gốc này đọc được không hay là chọc bên đây anh thấy anh coi thử á, em muốn đang chừa nên em có cái mang gốc này nhiều nữa bởi vì chừa lúc gốc này em đòi xuống đây hả anh, đòi xuống đây hả, đòi qua bên đây ở đây gốc này bên đây này mà dưới cái này
Một cái đang sợ sợ đang lưỡng lự bây giờ lại lên hỏi không biết ăn bắp nào bên nào nó tiện à. Thường thì dưới gốc nó mủ nhiều hơn. Đúng. Thì có nghĩa là anh thấy cái mặt nào mà nó lâu năm á thì anh làm bên mặt đó. Không biết sợ mặt lên, mặt lên này nó sợ mặt này hay là lo mình lo mặt dưới. Mặt dưới thì bên đây là khỏe, bên đây thì nó liền rồi nè. Mà sợ cái trên đây nó chưa đều thì nó thường nó sẽ tùy thuộc vào cái phần xương chị cạo như thế nào á. Chị cạo tốt á thì nó sẽ không mủ, mà mình không tốt á thì cái mủ nó xuống không kịp. Nên nói chung là bây giờ cũng hơi né né nó cứ mấy cái này phải không? Mình làm thử tầm khoảng 20-30 cây vậy đó. Để nó thử 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 nhưng mà chủ của vườn này luôn, chủ của vườn này nè, nhưng mà họ ấp khí, họ có mướn với họ rồi, nhà đâu có làm ấp khí mà mướn vậy là cũng như không à. Mướn là không có làm được đâu, vô làm đại làm cho nó về. Chắc phải có một cái vai trò nào trong đó thì chứ không mà ừ đúng, nó làm cái này hả, nó dễ mà khó mà, nhưng mà thật ra khó là dễ, biết thì dễ lắm, còn không biết thì khó thì sẽ hư. Đang giải quyết được cái vấn đề cái bơm định lượng là xong, nghĩa là không cần định lượng á. Dạ. Thì nó dễ hơn. Động đó mình không quan tâm, mình cứ khoan, khi nào mà nó không đạt muỗng mình cứ bơm tiếp. Dễ vậy á. Không, mà thấy cũng giống nhau như vậy, cũng 3 lần 4 lần là thấy đã hết rồi. Nó giảm từ từ chứ phải giảm đi này để nó lâu quá. Nó không cần không cần cái kiểu là mình phải chỉnh được khí. Công dạ. Khi họ làm biết chỉnh được khí lắm. Bơm đại thì cứ vô làm quýnh cái đầy bạch rồi nó về đi chứ mà họ chỉ có đầy bạch thì nó cũng ra đúng như của nó. Thấy cũng nhiều vườn họ bơm đầy bạch giờ họ không mười số vấn đề đó, có bơm giờ về chứ mướn nó cũng tính tiền vậy. Công mà làm bên đây nó nhiều hơn công truyền thống mà. Hai vợ chồng từ Sài Gòn về đây không nhận thay. Một chủ sửa, một chủ nhà cậu 70 căn phòng chứ đâu phải vừa đâu mà đi về nhà nuôi từng con gà, đi làm từng cây cao su là. Nhưng mà anh làm bài bản lắm. Nhưng mà làm vậy nó khổ thái hơn đấy. Chứ ở dưới dạng có tiền ăn chơi, không biết cũng hư, hoặc ăn nhậu suốt cũng bệnh. À, về được về sống thì được lâu hơn. Ở dưới má anh chị chồng họ thật trời, mình nghĩ sao mà người ta đó, người ta về thành phố người ta làm ăn, còn thành phố mình đây gốc mình tự nhìn về quê thế kệ, đi về quê sống được lâu, ổng cứ nói là vậy. Mình ở đó mà lâu về đây cũng buồn chết. Đúng rồi, về đây lâu buồn chứ phải, chứ ở ngoài xóm thì còn có người phải không, còn này vô trong đây có mình luôn, là sống giống như là thành phố luôn, là nhà ai nấy ở, không có nhà ai. Còn ngoài kia ngoài xóm là nhà này rồi. Gặp nãy giờ đứng là bu đầy lắm rồi, mấy chục người đó. Có nhiều chuyện, mình thì cũng không thích vậy. Dạng sống giống như ở dưới nhà ai nó ở, nhà đừng có biết nhà ai hết. Bởi giờ về người ta hỏi mình, người ta cô mình, người ta không biết luôn. Chứ mà sống nhất là bu bu, nhiều chuyện ghét lắm. Anh nói chứ anh biết cái gì, nhà ai nó biết là hỏi nào, ta cũng không biết nữa. Mấy đứa? Có mình bé đó, 3 tuổi. 3 tuổi nay hành được 2 ngày qua sinh nhật thôi nè. Ủa trời ơi, lấy thước đo luôn nè. Cái nó nằm vừa răng luôn rồi. Đo. Cái phần nào đó nó chớp là đo trong chậu cái cây cán á. Đó anh ơi, quay sáng cho quá đẹp luôn rồi. Cái cây là ổng lấy ổng đo xuống nó chớp là bao nhiêu, cột tiền là bao nhiêu nha. Rồi lấy cây gạch ngang là chấm là bao nhiêu phân luôn. Là bài bản vậy. Bài bản đi qua lần thứ hai quen rồi không chấm. Chứ lần đầu nó lâu dụ lắm, lấy đầu ổng gạt ngang chấm đó. Nói chung là ông chồng nhà mình kỹ dữ lắm. Bởi ổng mà mướn được ai mà vô làm vườn ổng không có đâu. Ai làm cho ổng nhìn cái mặt. Thôi người ta chăm, làm này phải chăm hai mới được. Mày làm kỹ lắm, tao làm không có ai đâu. Chớ kêu mấy người cạo truyền thống như năm nay, kêu mấy thằng đó nghe tên ổng nó cũng không dám cạo. Ổng kỹ rồi nó vô nó không dám làm đâu. Rồi bởi vì ổng mới làm được mấy cái vụ này nữa, kỹ nó làm được khí này chứ. Làm này làm mỗi ngày khỏe hả? Ừ. Dạng 20 giờ ổng thức thì ổng hơi bệnh, mệt, năm nay không có quen á. Làm tập gì không? Kêu người ta vô rảy gì? Thôi làm cho bà 10% ngàn làm mày phải 120. Mày kỹ quá. Rồi kỹ mày tốn tiền thêm. Nhưng mà họ cần hỗ trợ hôm nay họ tí tới mấy tháng rồi mà. Chắc cũng lượt với mình. Thì cũng trước sau gì chứ mình cũng nói tháng 6 mà giờ nó chớp lần thứ tư mà nay khoan mũi, bữa nay là 5 mũi, 6 mũi gì rồi. Đúng nào tôi biết no hết. Đầy nhóc luôn, nó gì rồi ban đầu con mà bơm con chưa dám bơm đầy gì nữa. Là ban đầu mới mua về mà về sau vậy bơm.
Trời ơi, tao có biết đâu, cứ gần gần lưng là tao lấy rồi tao bơm chứ thôi để nó không có mủ. Rồi đi mai mai bà chỉ bỏ đi từ nghiệp bả. Ý là bây giờ có đi coi không, mình dẫn cho đi vô coi. Không, chẳng không chở thì quá bận luôn. Kệ rồi bán chỉ rồi, rồi giờ ấy nó chớp chỉ và đóng về làm chưa có đổi nó chớp hết đi, nó chớp quá mỏng quá. Cái con vòng cũng ở đi biết rồi đóng. Vừa bay dày lắm, cây lớn đóng đã lắm, không có sợ xì gì đóng rồi sướng không có canh. Đỡ gì tạo. Cái già này đỡ hơn. Tạo miền Úc rồi. Ba cái nó chớp của bả rồi biết giờ miếng thiết rồi mỏng dánh rồi đóng. Đóng gì sao? Đấy, nó chết được ngày màu xanh hai ấy, cái lẹt gì mới cứng quá ha. Phái nó là tỏi nó ha. Phái rồi nó phái bên ngoài cái nắp chớp mới ra đó, bữa anh đưa lên. Dạ. Dạ. Có lúc xả. Đúng rồi, thấy dày phái dạ. Nữa là đó. Nhưng mà mình đâu có cần lúc xả làm gì. Đúng rồi. Có thấy xài nó để bền thì được. Ừ, mà đi làm nó mà đi ra đã quen rồi mà gắn cái. Nói thế này, biết khi nào hư mà có đổi không, nói chừng nào hư đổi qua đó. Trời, biết khi nào hư mà đổi qua. Nó ban đầu đóng chưa bị xì nữa mà giờ sợ gì. Cái nào nó mất thêm thời gian thôi chứ xài đâu cả. Chứ mỗi lần làm cũng 2 tiếng chứ nhiêu. Đi gỡ thì đóng 2 tiếng, mình làm đi 2 tiếng rồi sửa kiền 2 tiếng rồi nó chớp 2 tiếng. Đó tiền cũng hay đo luôn đó. Đo đúng. Đầu đo luôn. Cái gì cũng đo. Anh à, nói sao mà làm nhiều ghê đẹp vậy. Kiền đo nó đo chắc 25 điều á, trời phải đo xuống cho đúng chứ. Đo đúng luôn, lấy cây đo ốm hết, cây của anh đưa để đóng đó, đo trong cây đó rồi đặt chặt ngang nè, lấy một hai chấm lỗ trước. Chấm lỗ. Đo đều phân hai qua phân rưỡi. Rồi cột kiền cũng đúng, mình ra ngoài vườn nhà bà già làm rồi. Ui xây đại vậy lên giờ em chửi nhoi hết trơn, làm ẩu làm thả làm từ lên, nó làm gì sao mà mướn ta được. Làm như là tỉ quá mất thời gian. Vườn ngoại trong ngoại. Bao sao? Bữa làm vườn ngoại mấy chục cây. À 40 cây. 40 cây, cây mà ngoại vô thì ngoài đó cũng có bự bự gì. Để qua đó xuống trồng mà đó mà cũng rẻ cho mắc cưa luôn. Cưa trồng tràm tràm, còn dòng ranh để cao su. Bây giờ mình ra mình làm. Không, cũng đem bán lần cũng 7kg, 9kg cái bụi chén gì trời. Bụi nước á, 40 cây. Dữ vậy? Chút cây bự không à. Chứ cây gỡ nào, cây tô tô không à. Cái lấy còn chưa hẳn cái em cả cái sắm của một tô bây giờ em lấy mẫu cái nhiều cái cây bự cái này cái dáng này đứa tám á đầy luôn á tại vì đất ở cái bình thường cái bơm ba máy nữa đầy cái đó mà bủ vậy kẹo mũi nó có độ chứ không sợ cái cây nó đủ sức mà à, lúc trước để cái cây nó cũng được cũng bốn cân cũng nó mấy trăm cây cũng được cái nó mũi rẻ đi cưa bởi vì sao cái thùng bê mà sách trường này thùng kia hỏi quẩy nhiêu cây lấy giữ mày có nhiêu đâu có ba mấy cây mà lấy giữ à cái này giữ vậy quẩy như cây nhỏ mấy quẩy cây nó đều cây quẩy nó cây nào cây nấy tầm mấy hoành lớn mà mà đem chén mà quẩy mà lấy một lần gỡ là cái chén này nhóc rồi quẩy cây quẩy nó được cái dòng ranh dưới bờ nhà ta nhiều có tăng nhiều lớn không sợ thấy ở nhà trẻ việc hay là chưa nó mới 3 tuổi cũng đi được mà thấy nó nhỏ xíu mà để sang năm bạn từ mỗi lần thấy xe du lịch là bạn không để bạn không dưới lên chơi là du lịch cái bạn nó chạy lên nó mừng đi không đi theo chú về nội không đi nội đi đây gần nội á thấy về Sài Gòn thăm nội không chị mình ở nhà chứ đi sao được có ba với bé đây là của cũng cả vấn đề gà dập hả gà dập ai cho nó ăn hay nhà cục đó giống như cái này được rồi làm có lần nắp chớp cái thôi bỏ nè cái nhỏ ủa cũng gì bỏ là mấy chục cây luôn đó đây nữa tô không á sợ không lấy nó nó cũng là già đời lắm rồi nhưng mà nó chen vô cái nó nhỏ nó mới lớn nhỏ nhỏ luôn không được khỏe ha không thấy hai đồng cảm tới hàng ở quầy nhà quẩy quầy già vợ quẩy trời nó đau chơi chút nào đau biết đâu là gì thì còn sống trước không ở đây thì còn còn biết chiều bây giờ dắt nó nghỉ ở đây nó ca đâu muốn ca gì nào nó ca tới nửa đi nội công an đâu cũng lại như trên mình đâu trên vậy là ở nhà mẹ chị cũng phải nói ha nói chung ai cũng phản đối hết có ba mình nó ổng đi mua cây ổng lên trên Tân Lập trên vườn cho nó hình như cũng có làm trên Tân Lập cái vườn gì mình làm đầu tiên luôn nó để Tân Biên á ổng về nó ở cái vườn của thằng cho nó có làm nó cũng nuôi gà vậy nó có làm cái ổng mới im cái trụ ngày nào ổng có về nói với má nhấc cái đầu nó là chồng cực khổ nó làm nghe theo người ta có 2 tháng là tháo hết trơn rồi cưa cây hết mà ổng đi làm chi cái sao tự nhiên trời xui lên trển mua cái vườn cây kế bên á người ta cưa ổng cưa xong thấy cái vườn ta làm gì ổng nói ôi trời cái vườn cái thằng nó làm giống như vậy vậy mới im tới giờ không nói gì
À lúc mình làm là mấy vườn khác cũng họ cũng tháo nhiều nữa. Đúng rồi, có tháo trước đó. Hầu như bên mình là chưa bị tháo. Mà những cái màu, em thấy màu khác nào là bị tháo không à? Tháng, 2 tháng gì đó. Cũng có một số vườn họ thấy cái vườn kế bên bị vậy họ sợ. Mặc dù họ đang làm rất là tốt nhưng mà họ sợ. À đúng rồi, tâm lý. Thì mình cũng sợ. Như vậy đang tâm lý vậy. Ờ à, thế người ta, ủa người ta cũng làm à, vậy cái mình sợ biết mình chắc cũng nửa tháng, 2 tháng nữa. Cái cũng tâm lý sợ vậy, cái sợ thôi. Hiểu rõ không đề sao không mà cái đợt rồi giờ hết sợ rồi ai hù gì cậy nó không bây giờ như nó khô cây ha nó đi không cạo cho mẹ cái này cái da cây này nó sạch cây không da da cây này nó liền bạo ba rồi nó hơi khô khô thôi rồi mình không biết nó cạo mà có cái đợt cạo quá nó cạo quá lấy ra nó bị sườn luôn cạo nhìn thấy trắng mừng ai biết cứ kêu người ta cạo sạch thì cứ cạo sạch trời ơi cạo tới giờ nó cạo nó rồi giờ kia không cạo thì cũng không cạo không cạo thấy vợ đây chứ bình thường cũng đỡ chứ đẹp tại vỏ này không có hồi mỏng chưa có dày mấy mà cạo hết mắt miếng rồi cái đóng vô cái đó là tốt nhất mình cái thứ đó nó sợ không sợ nó có thủ khí đúng không mà thấy giờ nó cũng bình thường cái mồi đấy mà ủa mà hồi đó chị thấy mấy cái buồng thép nó tháo sao chị dám làm hay à ôi người ta nói là muốn làm thì đừng có sợ ta nói thì đừng có làm cái làm cái sợ ta nói chứ trời ý là nghe thật tiễn mà mình thấy những cái vườn đó họ tháo rồi luôn mà sao mình lại dám làm ý là vậy nè ui người ta làm không đúng kỹ thuật người ta biết làm thì làm cái tham mấy mũi nhiều hoặc người ta không phải là người nhà làm người ta mướn giống như mấy người truyền thống là mướn cũng hư còn mình nhà làm đâu hư đâu giống như cái này mình cũng nhà làm mình chỉnh xíu đi cũng đâu có hư chứ này mà mướn người ta là cũng dục rồi tại vì cứ vô tới ngày bơm vô bơm tới ngày cà phan cũng phan thôi nó không có canh có gì rồi, đâu có canh, không có mình sai nó một cái gì là nó đòi tiền thêm rồi bởi nó thôi mảnh nhà mình kỹ mình làm được thì mình làm đi chừng nghe người ta nói thì khổ ghê không muốn ghê nói về càng nhà mình thì quyết định đi làm ổng thì kêu thôi không có làm thì bỏ không vườn nuôi cây mới bốc bán được chứ mướn người ta thì cũng hơi này kia nọ không chịu với người ta ổng kỹ lắm người ta cũng không cạo cho ổng đâu mướn thằng kia nó hồi hoài nó hứa là không được cái mình tra lên hoài mà điện số anh cũng không được điện số nào cũng được chứ sao tự nhiên trưa trưa xui xui sao điện gặp số ông này điện gặp được mừng quá trời luôn cái mấy hỏi đặt cũng mấy cả tháng mấy gì phải không tí tháng mấy gì không có mấy em lên làm là cũng gần đầu tháng 7 rồi cái đi về cái cũng nói với mấy người quán cà phê nói nó nói rồi cứ làm đi đâu có hư đâu hư thì dục có gì đâu cưa bán trồng cây đằng hương đi giống như em trồng đằng hương có sao đâu cái giờ điếu cà phê nghe người ta buông người ta hỏi quá giờ mê rồi ta hỏi ủa mày làm nó sao này kia nọ cái đấy người ta hỏi gì thấy được đạt rồi giờ hết nó dám nói giờ khác à lúc trước cũng có còn hỏi ờ lúc trước cái sợ nó khỏe hơn ví dụ là bữa nào mưa thì 5 giờ không thấy 3-4 giờ thấy nhiệt độ thấp mình cứ làm đi có 5-6 giờ chiều xong vô mình nghỉ rồi còn khi 1 giờ thức dậy kêu anh ơi anh hỏi ẹo qua ẹo lên 2-3 giờ ẹo qua tới 3 giờ hết giờ là thôi nghỉ bỏ hầu như là D2 với 15 ngàn mà mình đi tiền chắc cũng 10 ngàn hoặc 11 ngàn là nhiều lắm còn này là đủ luôn ví dụ 10 ngàn là đủ 10 ngàn tháng 10 ngàn là đủ chứ không mất tài nào hết cứ yêu cầu cứ cạo bữa nào mưa thì hết ngưng mưa cũng ra làm ủa nhưng mà ngưng mưa làm có sao không anh bị mưa ngưng mưa đâu khoan có bị sâu mình sợ là mưa nó ngắm vô mấy thằng mưa phục trời ngắm vô trong cái cây á nó hơi cây nó ủa có cái nút ấy rồi sao hơn có nghĩa là mưa trừ khi mà mưa dài ngày quá và thấp á không có ánh sáng á thì mình cũng biết ý mình cũng giảm cái lượng mũ lại tại vì nó không có quen hợp được tại có nhiều người họ vẫn giữ cái sản lượng mà y chang nó như trời nắng mà gặp những cái áp thấp mà mười mấy ngày á thì lúc đó là họ vẫn giữ cái sản lượng thì độ nó sẽ tụt ra thì nó không có bán nên lúc đó cái hạn như mình giảm giảm này ra chút mình giảm giảm cái lượng tiết lại chút nhưng mà lấy nhiều quá mà qua cái đợt áp thấp cái mũ mà tụt độ quá nó ảnh hưởng cây mũ chỉ dai ở đây có mấy cây chảy dài không có bơm nó để vậy luôn không có bơm giống như cây sao dùng dịch đó cây đó là nó do nó nếu mà em bơm như 30 là nó sẽ đầy gần đầy luôn cái tô mũ lớp 8 luôn á
nó nhiều lắm rồi, cứ em cởi đường thống nó cũng đầy nhóc luôn, đầy mà còn chảy ra nữa. Bởi giờ bơm khoa bơm mổ vô qua mưa thôi, xài hoài chắc cũng 5-7 lần gì đó, hết rồi phải mới bơm nữa. Chứ không dám bơm, yêu cầu bơm nó là ảnh lên đầy tô luôn. Đẹp đó. Đâu dạ. Ở vô nước đi, lên đứng nó dốc luôn. Cái đứng mình cũng giờ đi mồ đóng bốn mình sát của cái mồ cho nó động để mình chạy chơi vô thử. Mà nó có vô người hồi đây, càng muốn bốn mà từ gần dụng. Tại kia nhỏ này muốn ăn 10 ly à, muốn ăn bữa giờ. 6 ly. 6 ly vậy bự quá mà. 6 ly gấp rưỡi của thằng bốn rồi. Còn kia 3 rưỡi nó chỉ còn có người đó. Chủ yếu là làm cái kiểu giống của chú nhiều thôi, nhưng mà tự nhiên lấy cái này cắt muối dài bao nhiêu á, muối nhựa không gì á, dài như là mình đỡ mình khỏi giờ mình làm một lần mình cứ muối thì mình giờ cực hơn hai lỗ, nói chung rồi cứ 10 ngày cỡ bự bự chứ giờ mình đổi nó đi không, để cho chú về nội. Nha, để xương giờ dưới không hay lại trên đây nhiều hơn cái gì dưới không? Ý là dưới nhà sáng trở lên đây hả? Không có dưới mà đâu, qua trên đây đâu. Rảnh kêu gì dưới chơi, ghế nhà chơi. Dưới cũng sát bên mà đợi tân kỳ tân quý á. Lấy số điện thoại chừng nào nhà có chừng nào có gì dưới, có ăn nhậu gì kêu. Ủa ăn nhậu chắc không thể lên trên nên mắt thấy ngàn lộn ở đây phải không? Lâu lâu về dưới thì bên thằng em cũng qua mấy bên cái quán, mấy quán dê ngay chỗ làm xe nhậu nhiều. Qua khu đó nhậu nhiều. Đi vô nhà này đi. Còn mấy gì đi ra bên đường bên Lê Văn Tán, thường nó là qua bên Lê Văn Tán nhiều, ít qua bên phường 16 của Đàm Sen. Đa phần là nhậu với đó hả? Không nhậu trên đây nè. Không, đây không có nhậu với ai. Đây có ruột chèo lâu đi bộ đội, nó đi xu quan về, nó lo gia đình nó. Nên rảnh thì xuống hai anh em làm thùng với bà trai rồi nghỉ. Còn ở dưới thôi, về ngày nào cũng nhậu. Hai cái giáp bé đây ở có cả cúm sốt thì nhiều không? Nói chung đây kỹ lắm, nên mũi rồi kia đầy đủ hết, mũi bánh mũi đây đâu có cho vô đâu. Ở đây cao su có nhất là phòng chống mũi. Mũi, ở đây mũi gì vậy? Nhiều chừng đường 5 số giờ. Nội mà ở đây mình ở tại đây biết không? Có chỗ ngôi trà sạch nè, dưới dôi nè, dưới sàn như mũi mình ở người cũng ít mũi.